Xin chào tất cả các bác và anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Audio ngày hôm nay nhá. Thì ngày hôm nay bên cửa hàng em sẽ lên thanh lý một đôi loa và đặc biệt là thanh lý những chiếc bát cho tất cả các bác và anh chị em. Thì đầu tiên rất là mong được sự ủng hộ của các bác và anh chị em đi qua hoan hỉ cho bên cửa hàng em, xin một like và một đăng ký kênh nhé các bác nhá. Đây là một dòng loa bãi thương hiệu BOB đến từ China nhé các bác nhá. Hàng này thì do bên vận chuyển khá là cồng kềnh, thế đâm ra là làm mất những cái lớp lưới của chiếc loa. Thế nên là ngày hôm nay bên em sẽ lên thanh lý cho tất cả các bác và anh chị em từng chi tiết một, từng sản phẩm một. Do nó thiếu nên là phải bán với cái giá thanh lý cực kỳ là rẻ luôn. Đầu tiên là đi vào vấn đề luôn này. Bát loa em sẽ bán cho tất cả các bác và anh chị em một chiếc bát loa giá thanh lý chỉ có 1,5 triệu thôi nha các bác nhá. 1,5 triệu một đôi bát loa BOB được chưa, hàng bãi này, cực kỳ là ngon, cực kỳ là chất lượng. Bát 25 nha các bác nhá, từ 170 côn 65, từ 170 côn 65 cho tất cả các bác và anh chị em. Hàng rất là đẹp, các bác đã được nghe liên khúc Tuấn Vũ này ngay trực tiếp trên chiếc điện thoại của mình thông qua chiếc bát và chiếc tép 25 của BOB. Tiếng nghe rất là hay, rất là sáng nha các bác nhá. Chiếc tép loa thì em cũng sẽ bán cho tất cả các bác và anh chị em với cái giá là 600.000 thôi. 600.000 thôi nhá các bác nhá. Cực kỳ là rẻ này. Bác nào thích những chiếc bát loa, những chiếc tép loa 25 thì có thể là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của cửa hàng em Tuấn Audio nhá. Và thùng loa thì bát loa bán rồi, chép loa bán rồi, còn thùng loa để làm gì? Thùng loa thì thôi em sẽ bán thanh lý cho tất cả các bác và anh chị em với cái giá chỉ có 700.000 thôi. 700.000 nha các bác nhá. Là các bác có thể sở hữu được một thùng loa BOB hàng bãi cực kỳ là chất lượng này, về để lắp ráp này. Ngon chưa? Quai sách bên trên này, có ốc thiết kế này. Để mà một cái thùng loa mà nguyên xi, nguyên đai, nguyên kiện thì các bác bán rất là tốt. Nhưng mà do lý do bên đầu thì em đã nói rồi, bên vận chuyển họ vận chuyển khá là cồng kềnh. Một chiếc thì có nhưng mà bị móp méo, còn một chiếc thì là không có lưới bảo vệ. Thế nên là em phải lên em bán thanh lý từng chi tiết một. Đến cái trái tim của chiếc loa thì là bộ phân tần, thì em sẽ bán bộ phân tần với cái giá là 1,000,000 nha các bác nhá. Bộ phân tần em sẽ bán 1,000,000. Nếu mà bác nào mà thích những cái bộ phân tần thì có thể là liên hệ đến số điện thoại của bên em Tuấn Audio. Bên trong nội thất này, các bác nhìn loa cực chất nhá, cực kỳ hay. Đó, lớp bông tiêu âm khá là dày. Cái lớp này rất là ngứa nhá, anh em phải chú ý cẩn trọng về phân tần này. Phân tần bên trong nhá các bác nhá. Đó, khi mà các bác mua loa thì sẽ có phân tần ở bên trong luôn, tặng luôn này cho anh em, giá là 1,7 triệu cả vỏ loa, cả bộ phân tần nha các bác nhá. Và bát loa thì em sẽ bán là 1,5 triệu, 1,5 triệu một cặp nha các bác nhá, không phải là một chiếc đâu mà là 1,5 triệu một cặp. Các bác sở hữu ngay được một cặp bát thương hiệu BOB được chưa, đến từ China, hàng rất là chất lượng, rất là đẹp. Để mà sở hữu những chiếc bát của hàng bãi này thì cực kỳ là hiếm. Và nếu bác nào quan tâm đến những cái dòng sản phẩm như này thì liên hệ ngay cho bên em Tuấn Audio. Chỉ có một cặp thôi nha các bác nhá, chỉ có một cặp duy nhất này cho tất cả các bác và anh chị em nhá. Bát loa này, chép loa này, thùng loa và phân tần nha các bác nhá. Bát loa 1,5 triệu này, chép loa 700, phân tần 1,000,000, vỏ thùng 700. Khi mà các bác mua vỏ thùng thì được đi kèm theo phân tần luôn nha các bác nhá. Em cũng xin được kết thúc video tại đây. Nếu bác nào quan tâm đến những dòng sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em Tuấn Audio, càng sớm càng tốt để có thể sở hữu được những sản phẩm chất lượng nha các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo lần sau của bên em.